Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách làm chè xoài. Và hôm nay nguyên liệu của mình gồm một cái trái xoài chín như thế này nè các bạn. Rồi tiếp theo là mình cần là 100g bột bán và mình sẽ ngâm nó trước 10 phút khi mình nấu nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ có 50ml sữa tươi không đường nè, 2 muỗng canh sữa đặc. Và 2 muỗng canh đường cát trắng. Nếu các bạn nào mà thích ăn nó ngọt hơn một tí thì các bạn có thể thêm đường nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món chè xoài ngày hôm nay của mình. Rất là đơn giản và dễ làm đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gọt cái trái xoài này ra nha. Mình sẽ gọt vỏ nó nè. Mình sẽ gọt nó ra và mình sẽ thái hạt lựu một mớ và một mớ mình sẽ xay nó nhuyễn ra. Khi mà mùa xoài đến đó các bạn, mình nấu cái món chè này á để cho người thân trong gia đình mình ăn á, rất là ngon luôn. Đó, mình lấy thịt xoài ra nè. Xoài các bạn mình sẽ cắt nó ra những cái miếng nhỏ, mình cho vào cái máy mình xay cho nó nhuyễn ra. Đó, mình cho vào cái máy để mình xay cái máy này. Đó, mình sẽ chừa lại một miếng nhỏ như thế này để mình cắt hạt lựu á, mình cho nó vào khi mà nấu chè xong á, còn phần còn lại thì mình xay ra. Còn cái miếng này mình để mình thấy hàng lượng nha. Mình cho nó qua cái chén một bên nè. Cho qua chén. Rồi cái phần này thì mình xay cho nó nhuyễn, thiệt là nhuyễn ra nha. Rồi xoài nè các bạn, mình đã xay cho nó nhuyễn ra rồi. Và đây là cái chén xoài mình cắt hạt lựu mình để qua một bên như thế này. Bây giờ mình sẽ đi qua bên bếp và mình bắt một cái nồi nước lên. Mình cho vào nồi đó khoảng 2 tô nước lạnh để mình nấu sôi lên để mình luộc cái bột bán của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho một cái nồi, mình cho khoảng 2 tô nước lạnh vào đây nha các bạn. Rồi mình nấu cho nó sôi lên. Khi mà nước nó đã sôi lên thì mình sẽ cho bột bán vào mình luộc. Các bạn nhớ là nước phải sôi, mình đổ vào nha. Đó. Nếu mà nó không có sôi á, thì cái bột bán của chúng ta nó sẽ tan ra, nó không có ngon, nó không có còn cái bột bán nữa. Các bạn nhớ nha, mình sẽ bây giờ mình sẽ luộc cho cái bột bán của mình nó chín lên. Đó, các bạn nhớ đừng có cho nó nóng dưới đáy nồi. Khi mà mình thấy cái bột bán của mình đó, nó chín đó các bạn, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Và mình sẽ để cái bột bán này trong cái nồi này khoảng 10 phút để cho cái bột bán nó lắng xuống dưới và sau đó mình sẽ chắc bỏ cái nước đi nha.
Rồi cái bột bán sau khi mà mình chắc bỏ hết nước là các bạn mình sẽ cho nó vào nồi lại nhé. Rồi tiếp theo á là mình sẽ cho cái đường này, là các bạn mình cho cái đường vào 2 muỗng canh ha. Rồi sữa đặc này là các bạn mình cũng cho nó vào luôn nha, 2 muỗng canh sữa đặc nữa. Các bạn mà thích ăn ngọt hơn thì các bạn có thể cho thêm đường một tí nữa nha, theo khẩu vị của mình đó. Mình nấu cho cái đường này là nó tan ra. Mình sẽ nấu với lửa nhỏ thôi nha các bạn, đừng có nấu lửa lớn, lửa nhỏ thôi. Khi mà cái đường của mình nó tan rồi mình sẽ tắt cái bếp này. Và mình sẽ cho cái xoài xay của mình nè các bạn. Mình cho vào đây. Mình cho hết xoài xay vào. Mình đã tắt bếp rồi. Rồi mình sẽ cho cái sữa tươi này vào luôn nè. 50ml. Mình quậy cho nó đều lên. Mình quậy cho nó đều lên, như vậy là cái nồi chè xoài của mình đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ cần là mình múc ra chén và mình cho thêm những cái xoài cắt hạt lựu á, mình cho thêm vào. Như vậy là mình có thể thưởng thức liền rồi đó. Và đây là cái chén chè xoài của mình đã xong rồi các bạn. Mình nấu xong mình múc ra chén ha, rồi mình cho thêm thịt xoài, các hạt lựu mình cho nó lên trên mặt, và mình trang trí thêm một cái nhánh bạc hà trong cho nó đẹp mắt như thế này. Và với cách làm rất là đơn giản thì mình sẽ có một cái món giải khát hay tráng miệng ngon như ở ngoài nhà hàng mình đi ăn á các bạn. Tới có mùa xoài đến rồi thì mình hãy vào bếp và mình bắt tay vào mình làm cái món chè xoài này cho người thân của mình ăn nha. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công.